hành, nhận biết và chọn một số giống gà qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều. Một la mã, vật liệu và dụng cụ cần thiết. Ảnh hoặc tranh vẽ, mô hình, vật nhồi hoặc vật nuôi thật. Các giống, gà ri, gà lơ go, gà đông cảo, gà hồ, gà ta vàng, gà tàu vàng. Thước đo Hai la mã, quy trình thực hành. Bước 1. Nhận xét ngoại hình. Hình dáng toàn thân. Loại hình sản xuất trứng. Thể hình dài. Loại hình sản xuất thịt. Thể hình ngắn. Màu sắc lông da. Ví dụ, gà ri. Da vàng hoặc vàng trắng. Lông pha tạp từ nâu, vàng nâu, hoa mơ, đỏ tía. Gà lơ go. Lông trắng toàn thân các dạng màu và chân gà. Dạng màu đơn ở gà ri, dạng màu hình hạt đậu ở gà hồ. Chân gà hồ to, thấp, chân có ba hàng dãy. Chân gà đông cảo cao, to, xù xì, nhiều hoa dâu. Bước 2. Đo một số chiều đo để chọn gà mái. Đo khoảng cách giữa hai xương hán. Dùng hai hay ba ngón tay đặt vào khoảng cách giữa hai xương hán của gà mái. Nếu để lọt ba ngón tay trở lên là gà tốt, sẽ đẻ trứng to. Nếu chỉ để lọt được hai ngón tay, khoảng cách giữa hai xương háng hẹp, gà sẽ đẻ trứng nhỏ. Đo khoảng cách giữa xương lưỡi hái và xương háng của gà mái. Dùng các ngón tay đặt vào khoảng cách giữa xương lưỡi hái và xương háng của gà mái. Nếu chỉ lọt hai ngón tay là gà có khoảng cách hẹp, sẽ đẻ trứng nhỏ nếu để lọt ba bốn ngón tay là gà có khoảng cách rộng gà sẽ đẻ trứng to chuyển sang đơn vị đo là cm dùng thước để đo độ rộng của các ngón tay ba la mã thực hành học sinh thực hành từng nhóm nhỏ theo quy trình trên ghi vào vở bài tập kết quả quan sát và đo kích thước của gà theo mẫu bảng sau. Cột thứ nhất: giống vật nuôi, cột thứ hai: đặc điểm quan sát, cột thứ ba: kết quả đo bằng cm. Trong cột này có hai cột nhỏ: rộng háng và rộng xương lưỡi hái xương háng. Cột thứ tư: ghi chú, bốn la mã đánh giá kết quả. Học sinh tự đánh giá kết quả thực hành theo hướng dẫn của giáo viên.